trong màn đêm gió sương, tiếc thương chi men rượu cay say nồng, xót xa cho cuộc đời sau đổi thay. Hai ngẩng cao đón chào nắng mai, thương ái ân chưa lờ phai trong hồn, dù xa cách chẳng hề quên. Mặc đi lòng đớn đau, nơi Phật đại chuông từ bi vang vang, tiếng chuông ngân ru hồn qua đêm dài, nước mắt rơi tựa dòng sông khổ đau. Đời vẫn trôi xin người chớ quên. Ngô Thường đây. Giao đi anh. Trời lạnh quá, đã lập đông rồi. Em coi có bóng dáng nào lãng vãng đó không? Dạ không. Kìa, sao áo anh trời máu. Có gì đâu, em la như vậy không việc hết. Anh chỉ bị thương xoàng thôi mà. Tiện đường anh ghé thăm mẹ con em giây lát. Còn rượu không? Dạ còn. Anh ngồi đi nghỉ, em vào trong lấy rượu cho anh nha. Tại sao đôi mắt của em nhìn anh khác thường vậy? Anh còn ở đây lâu không? Để làm gì? Anh có biết rằng nội trong đêm nay theo kỳ hạn chồng em về tới không? Thì ra là em sợ thằng chồng của em chứ gì. Đối với nó, vợ con chỉ là tơ lụa, lưng ngựa là chiếu, là giường. Chắc giờ này nó đang uống rượu, nó đang thả lỏng cương, mặc tình cho con ngựa ốm len mình qua trung vắng. Rồi em có biết hắn nghĩ gì không? Anh sai rồi. Không, em đã lầm. Anh tính hơn bao giờ hết. Thằng ngu đó hiện giờ ngồi và mơ thấy mình bán tơ lụa được nhiều lời. Trong giấc ngủ, nó mơ thấy nó bán được nhiều tơ lụa, cho nó cứ hiếp mắt mà ngất ngủ sung sướng. Em muốn nói với anh một câu chuyện quan trọng. Một câu chuyện quan trọng à? Hèn chi tâm tư không yên ổn của em đã hiện ra vẻ mặt. Nào, em cứ nói đi, anh sẵn sàng nghe đây. Em thú thật, em không đủ kiên nhẫn để sống lén lút như thế này nữa. Thằng Bảo Anh đã 4 tuổi rồi, Bảo Hoa cũng lên 3,
Nó là con của chúng ta. Phải, nó là con của chúng ta. Anh đâu có chối cãi gì. Vì thế nên em muốn mẹ con của em cùng sức chia với anh bao nhiêu lao khổ, mặc tình cho cuộc đời mưa gió, sao cho phụ tử được gần nhau em đêm được an lòng. Và anh hãy thử nghĩ lại xem, cứ mỗi lần anh ghé qua em, ta tránh làm sao khỏi người thấy được, rồi tai tiếng họ sẽ thị phi cho em là gái lẫn loan, có chồng còn sẽ chia ái ân. Thật anh gan ruột đã rối bời khi nghe những lời chia ly của em. Anh biết anh là một tên tương ước, cuộc đời cứ già để mai đó, sợ cho con mình chịu đựng phong sương, tội cho tuổi trẻ vô cùng. Riêng em thì em chẳng được vui lòng khi con mình phải chịu xa cha, để lúc nó lớn lên sẽ quên tình cốt nhục rồi theo gã buông ta. Xuôi ngược chung thì thành một ngày nào nó sẽ giết anh. Thế mới đúng câu phụ tử chi tình, anh giết người thì con cứ giết anh. Phải không em? Anh là tướng cướp, giết người không gớm tay. Anh không dạy nó tàn sát, mà nó dám cầm gươm giết anh, tức là nó đã biết tàn sát để sống rồi. Giết nó! Giết nó! Giết nó! Không có thương đi nè! Giết nó đi! Giết nó! Giết nó đi! Đại Dương! Đại Dương! Nhanh lên! Ai đó? Hải sinh đó. Dân, tôi đây. Dân làng họ gặp bọn ta. Dân, họ kéo đến đông quá, giả lại bọn chúng tôi dân lệnh đại dương không dám cãi nên đã bỏ chạy cả. Thủ hạ của ta đáng thương lắm, tiếc gì dân làng này thiếu hiểu biết quá. Nhưng chúng mày coi chừng, khi tao dẫn vợ con tao rời khỏi làng này thì tao sẽ giết không còn một móng. Phan Thư. Dạ. Bảo Anh và Bảo Hoa đâu? Chúng nó ngủ ở phòng bên anh à. Hãy đánh thức nó dậy, anh sẽ dẫn mẹ con em đi. Kìa, ai đó? Thái Sinh, hãy đuổi theo gấp, bóp cổ nó dẫm vào đây. Hồi nãy Thái Sinh vào chắc gây lên tiếng động. Lỗi là tại do anh quên khép cửa, để ánh đèn và tiếng nói của ta. Thưa Đại Dương, hắn đây. Buông ra, vì lão gia trung thành của tôi đây mà. Trung thành à, ông quản gia? Dạ, chính tôi. Tại sao ông rình mò ở phòng này để làm gì? Rình mò à? Rình mò là khi nào mình đi ăn trộm của người ta kìa. Còn chủ nhà muốn bắt ăn trộm mà tại sao gọi là rình mò hả? Gì cười? Gì cười hoài vậy? Vậy mới xứng đáng là một quản gia trung thành chứ. Ông có biết tôi là ai không? Mày là thằng ăn trộm, khỏi giới thiệu tao cũng biết rồi. Cao lắm là thằng ăn cướp. Và cao hơn ăn cướp một bậc. Tôi là Ngô Thường. Ngô Thường? Đừng giật mình chứ. Đây là vợ tôi, Bảo Anh Bảo Hoa là con của tôi. Còn thằng lãi bùng cơ Trần Tú chỉ là một tên chồng hời. Năm năm nay chúng tôi sống một cách lén lút. Đã năm năm rồi. Thế ra bà là... Tôi là vợ của Ngô Thường. Tôi đã rơi vào khoảng thực tế rất là chua chát. Vậy mà mấy năm nay tôi cứ tưởng bà đây rất im vui và sống cạnh cô phòng. Bởi thế nên tôi hết lòng chăm nom ngõ trước giường sau, để cho bà quên cơ cực bớt nhớ chồng.
nay mới hay chính bà đang nuôi tâm địa xối lang. Ông đừng nên nói nặng xúc phạm vợ tôi, chết chẳng toàn thay. Tôi nghĩ vì tuổi tác của ông đã từng khổ cực với con tôi, ông nên yên phận đừng chọc tôi nóng giận. Tôi mà lỡ xuống tay sanh điều tệ bạc với người trung hậu. Ông nên biết rằng dầu tôi là một tên cướp, nhưng làng này chưa hề bị cướp phá lần nào. Tôi nghĩ đây là quê hương của vợ tôi. Ông có nhìn nhận điều đó không? Có. Cảm ơn ông. Như vậy là ông đã nhận xét công bình lắm. Bây giờ tôi chỉ xin ông một điều, ông cứ về phòng an nghỉ và đừng bao giờ hé môi cho ai biết chuyện này. Ông có bằng lòng không? Ông bảo tôi yên lặng để cho cái cảnh ngoại tình này tiếp tục diễn ra. Ông đừng lo, chỉ một đêm nay thôi, tôi sẽ dẫn vợ và hai đứa con tôi đi. Hả? Đem theo cả Bảo Anh và Bảo Hoa à? Phải, vì nó là con của tôi kia mà. Ông có để yên cho chúng tôi đi không vậy? Được, thế cũng tốt. Vậy thì tốt lắm. Ông hãy về nghỉ đi. Còn Phan Thư, em hãy vào trong đánh thức con dậy, chúng ta cùng đi nha. Thái Sinh, dạ. Cứ dẫn hai con ngựa vào đây cho chúng tôi. Có tiếng lạc ngựa ở ngoài ngõ hay là... Để tôi ra xem. Phan Thư, em hãy nhìn xem ai đó. Chết rồi, hắn về tới. Trần Tú à? Thái Sinh, dạ. Hãy vào trong chờ tôi. Phan Thư, em cứ tự nhiên ra đón tiếp hắn. Nhớ phải niềm nở như mọi khi nha. Phan Thư, Phan Thư. Ơ kìa, em còn thức đó à? Nhân dân, em biết hôm nay anh về tới, em cứ đợi hết chiều rồi đến tối, càng ngày càng khuya không thấy anh, em lo quá, mòn mỏi gần thiếp đi. Tội nghiệp cho người vợ hiền, cũng may là anh không bị cướp hay thú dữ nó giết. Nếu anh lâm nạn thì cho đến gà gáy tàn canh, vợ anh cũng trong đèn chờ đợi như thế này sao? Khổ biết bao nhiêu, con của mình vẫn mạnh à? Dân, chúng vẫn mạnh, đã yên giấc từ đầu hôm. Anh có mua cho em và con mấy món đồ rất quý. Anh vượt suối băng rừng, dầm sương giải nắng là vì hạnh phúc lâu dài của ta và con chúng ta. Từ ngày chúng ta gặp nhau đến nay là 5 năm. 5 năm anh chịu cực khổ để đạt thành ý nguyện. Từ đây anh sẽ thôi đi buôn nữa, anh sẽ vui thú điềm viên, mãi mãi ở cạnh vợ hiền và hai đứa trẻ thơ. Cho tình nghĩa mùa thề luôn luôn được vững bền. Trần Tú, anh sẽ chia những gì khổ nhọc trong bao ngày cô đơn của vợ nhà lâu nay sớm hôm đợi chồng. Nếu vậy thì chính em là người vô cùng sung sướng. Nơi cô phòng em vẫn để lòng đây là sâu chuỗi bằng ngọc hồng bảo.
rượu à? Dạ. Em muốn rượu sao? Phan Thư, hay là ai uống? Hay là... Dạ. Phan Thư, áo này của ai đây? Dạ. Ta hỏi của ai đây? Dạ, của... Của tướng cướp Ngô Thường. Ngô Thường, bấy lâu kẻ này chỉ được nghe danh mà chưa thấy mặt. Đêm nay được diện kiến tôn nhan trong trường hợp hết sức lạ kỳ. Thế ra trong những lúc ta vắng nhà thì con Ngô Thường ngủ trong phòng này, uống rượu trong phòng này, cười nói trong phòng này. Và như vậy đã 5 năm rồi, Trần Tú ngu xuẩn à. Có thật như vậy không Phàn Thư? Dạ thật vậy. Và hai đứa nhỏ kia là... Chúng nó là con của ta. Người ngạc nhiên lắm mà. Đừng la ôm làm kinh động gia nhân và lỗi sớm. Vì người may mắn của một người vợ trẻ lại chẳng biết nuôi dưỡng hạnh phúc lâu dài. Lời người nói rất chí lý. Khác hơn ta, ngươi có một nơi cư ngụ lương thiện, nên ta mới kéo dài ý định gửi vợ con lại đây trong suốt 5 năm trường. Nay Phàn Thư không còn muốn ở đây nữa, thì ta cho ngươi biết, ta sẽ đem vợ con của ta đi. Nhà ngươi cứ tự tiện, ta không cản. Ta không còn gì để lưu luyến một người đàn bà như Phàn Thư nữa. Ta chán ghét lắm rồi. Không phải một mình nhà ngươi, cho dẫu cả làng này đi nữa cũng không sao giữ được Phàn Thư. Trần Tú, ta nói cho ngươi biết, kẻ nào chống lại Ngô Thường thì sẽ chết không kịp trối. Hiểu chứ? Nếu ngươi đến đây chỉ vì đoạt của thì khác, hoặc đến đây với định đầu tiên đoạt vợ con ta, thì giữa ta và ngươi sẽ một còn một mất. Nhưng ta biết lại thì ngươi đã đoạt suốt mấy năm nay rồi. Thế thì ngươi cứ tự tiện đi. Thái sinh đâu? Dạ. Lại có cả bộ hạ. Kể ra thì tướng cướp Ngô Thường cũng chu đáo lắm. Nào, cứ dẫn vợ ta đi đi, ta cho phép mi đó. Đừng hỗn, lái buôn chi. Tao cho một dao thì mày du địa phủ bây giờ. Trần Tú, trước khi ta ra đi, ta muốn chọn cho ngươi một cái chết để phủi sạch nợ đời. Ngươi cũng không còn hận quán ghét ai, và mang theo một mối hận xuống tiền đài. Ngươi sẽ hiểu rằng ngọc ngà hay là tơ lụa không sao giữ được vợ nhà. Bởi ngươi thua kém cả đàn bà, thì cái chết tức là bài học rất chua cay. Ngô Thường ta khuyên ngươi đừng nên cao giọng, mà bà qua khi cướp được vợ người, ta chúc cho ngươi ăn ở trọn đời với con đàn bà đầy nhục dục như Phàn Thư. Ngô Thường ơi, sao anh còn đứng đây mà cãi lý? Không giết phước hắn đi cho rồi, cho linh hồn của hắn được thảnh thơi. Để làm chi nghe lấy những lời của một tên suốt đời buôn tơ lụa. Đêm đã hầu tàn ta phải rời khỏi nơi này, thương xót nữa có ích lợi gì? Nếu xót thương người thì hay bị quả lây. Nếu như đại dương còn ngần ngại vì phải xuống tay để giết chết một tên hèn hạ, thì xin người cứ để đó. Mặt tôi chỉ một dao là nó được giàu trời thôi. Cầm miệng lại đi, ngươi biết cái gì? Ngươi đừng nên lỗi thôi.
ta muốn nói với hắn một đôi lời. Khi dính biệt cuộc đời hắn khỏi phải ăn năn. Trần Tú, hình như sự chán chê đối với đời đã giúp cho ngươi có thái độ bình tĩnh trước một kẻ như ta. Có đúng vậy không? Đó là một lý do không đáng kể. Còn một lý nữa mà ngươi chưa có dịp biết. Hay là vì một tên lái buôn có thể giết lại tên chúa cướp ở vùng này? Nếu muốn giết ngươi thì ta đã giết trước khi vào đây. Thằng khốn nạn! Về học lại đi cậu. Ta hết muốn giết người nữa rồi. Ta chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh như nhà chùa chẳng hạn, để gột rửa quá khứ tội lỗi của mình, để quên lòng người đen bạc. Ngô Thường, ngươi bằng lòng chứ? Khi ta muốn tìm một con đường không máu, ngươi lại cấm ta. Bây giờ thế cờ đã ngược lại rồi. Ngô Thường là gã buôn tơ, Trần Tú là tên tướng cướp. Ngươi không chết đâu. Ta trả thù ngươi bằng cách ta sẽ cho ngươi sống. Sống để lăn lộn trong thế gian ô trọc này. Phan Thư, nàng tưởng rằng ta là một gã lái buôn thật sao? Mà cũng có thể là một tên lái buôn thật đó. Nhưng mà ta buông máu. Phải, ta buông máu, ta bán máu của ta để đổi vàng bạc ngọc ngà tơ lụa. Mong cho người vợ trẻ đẹp khỏi phải nhọc nhằn về sau. Vì thế nên năm năm qua ta sống với nghề ăn cướp. Nói gì? Ngươi cũng sống nghề như ta. Phải, nhưng suốt năm năm ta còn quỷ quyệt hơn ngươi, mượn tên danh tên buôn lụa tầm thường mà lên cái nghề ghê tởm đó, để miệng đời không dèm xiểm khinh khi. Dối người làng và ta dối cả vợ con, e vợ nhà đôi già sắc son. Vì biết chồng làm cường khấu lục lâm, cho đến nay ta mới biết ta làm xác thịt là một nhu cầu riêng rẽ với lương tâm. Phan Thư, nàng nghe rõ chưa? Không phải nàng thích có chồng tướng cướp hơn gã lái buôn, mà nàng chỉ là tên nô lệ của nhục dục. Ngô Thường, ngươi hãy dẫn vợ ngươi ra khỏi nhà này. Đi đi. Nhưng còn con của chúng tôi? Anh có quyền đem đi. Bà, bà đi đánh thức con bà đi chứ. Ngô Thường, tôi khuyên anh, nếu có dư giả tiền bạc thì giải nghệ đi. Khi tôi cưới vợ, tôi nghèo, nghèo lắm. Tôi đi cướp của giết người, mong nhờ số tiền không lương thiện kia để tạo hạnh phúc cho riêng mình. Nhưng hạnh phúc của tôi đã vỡ từ khi tôi đang tàn. Còn anh đã có sẵn phương tiện để giữ hạnh phúc thì
nên giải nghệ là tốt hơn. Khi người ta thừa tiền quá thì người ta chỉ cần tình. Phải, chỉ cần tình, phải không anh? Trần Tú, ông đã bắt con của tôi rồi à? Dòng máu của các người tôi bắt để làm gì? Chuyện của hai người ngoài tôi ra còn ai biết nữa không? Phạm Thư, em hãy đi tìm lão quản gia đi. Tìm làm gì? Cha chúng nó là ăn cướp, mẹ chúng nó là đàn bà ngoại tình. Hãy để nó sống trong sự giáo dục tinh khiết của người khác đi. Phạm Thư, vậy chúng ta đi thôi. Anh sẽ tìm ra chúng nó mà. Nếu dạng bất đắc dĩ mà năm nay ngươi chưa tìm được, rồi năm sau và những năm sau nữa, vật đổi sao dời. Nhà ngươi hãy căn cứ vào sau ngọc hồng bảo nhỏ ta đeo trên cổ hai đứa nó mà nhìn con. Lại trời, cầu cho tất cả gian truân không làm cho anh em nó xa nhau. Hãy đi đi, đôi vợ chồng son trẻ, hãy đi đi, kẻo căm hờn trong lòng ta sống vậy đó. Đi đi. Một người đàn bà bỏ tên tướng cướp này để đi theo một tên cướp khác. Suốt năm năm ta công khai đi cướp của người, thì trong suốt năm năm trường cũng có kẻ âm thầm cướp của ta. Vàng, bạc, ngọc, ngà, châu báu. Trời, còn đâu ngàn mơ ước không thành, bao tình thơ giờ cuốn theo mây chiều. Ai hiểu thấu tình yêu qua dối gian, biết gì đâu trong bóng tối cuộc đời.
sương rơi xô. Trời rất lạnh, tại sao cha không vào trong an nghỉ hả cha? Con yên tâm, cha đã có rượu sưởi ấm lòng, lạnh không thể thấm vào da thịt được. Nhưng phụ thân tuổi già sức yếu, rồi có mệnh hệ gì, con trẻ biết sống cùng ai? Con an tâm, cha còn khỏe lắm, còn sống cạnh bên con 10-20 năm nữa vẫn chưa sao. Con đừng sợ cho cha. À Ngọc Hoa. Dạ. Nhưng một ngày nào đó gặp hoàn cảnh cha con ta phải xa nhau, con nghĩ thế nào hả con? Cha, con mong rằng không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu cha. Cuộc đời mà đâu có bình thản như sự mong ước của con. Bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra ở xã hội này. Cha, nhưng suốt 10-20 nay gia đình mình vẫn sống trong cuộc đời bình thản. Nên cha lo sợ phong ba, vì đời sống con người không bao giờ bình thản mãi. Từ khi mẹ con qua đời đến nay gần 10 năm rồi, cha vẫn vui sống trong cảnh gà trống nuôi con. Nay con đã 19 tuổi rồi, ý của cha muốn... Cha, con xin cha đừng nghĩ đến việc hôn nhân, vì con... con không thích có chồng đâu. Không thích có chồng, tại sao vậy? Tại... tại con không muốn xa cha. Con không muốn xa cha, gái lớn lên thì phải có chồng. Con không thể nào cãi lại định luật của quá công được đâu con. Cha, chuyện đâu có gấp gì đâu mà cha phải lo chứ. Trong khi cha phải sống đơn độc một mình, không ai phụng dưỡng sớm hôm. Con đã 19 tuổi rồi, không tin chuyện lập gia đình còn đợi đến chừng nào nữa. Vả lại dòng họ Lý nhà ta không có con trai, chỉ có một mình con. Cha thích có một đứa cháu ngoại để bọc. Trước khi cha nhắm mắt, theo cha thấy Lương công tử cũng là mẫu người xứng đáng cho con trao thân gửi phận. Con nghĩ sao vậy con hả? Cha, nhưng mà con... Hình như con cũng có cảm tình đôi chút với Lương Thao phải không con? Thưa ông, có Lương công tử đến viếng. Mời người vào. Dạ. Con ở đây thay cha tiếp Lương công tử. Cha vào trong có chút việc nha. Kìa, Lý Ngọc Hoa. Kính chào công tử. Kìa, tại sao lại gọi bằng công tử khi hai ta sắp đi đến hôn nhân? Đó là chuyện người lớn định đoạt về sau. Còn hiện tại công tử vẫn là công tử kia mà. Đành thế. Nhưng em cũng biết rằng đôi trẻ yêu nhau nhớ từng ngày từng khắc. Chỉ ước sao được nhìn thấy mặt nhau, trao đổi vài câu chuyện bâng quơ cũng thấy vui nhiều. Của hai kẻ đang yêu, đang xây đắp lầu mơ bằng vàng lời thơ. Dù chúng mình chưa thành duyên thành nợ, nhưng rồi em sẽ là vợ
một người vợ đang yêu mà anh gửi trọn tâm hồn. Nhưng hiện tại em còn một người cha già yêu mà em chưa lo tròn bổn phận đứa con khi yêu. Để cũng hiểu rằng em là người con hiếu thảo đáng yêu, nên dù gian khổ bao nhiêu anh nguyện yêu em đến trọn đời. Cảm ơn công tử đã dành cho em một tình yêu chân thật mà trọn đời em không quên được. Bởi vì anh quá yêu em, yêu thiết tha mặn nồng. Em là ánh nắng hồng vừa nhô lên buổi sáng, anh là giá lạnh của đêm dài vừa được ban hơi ấm. Đừng để cho anh phải lỡ làng mộng thâm như tia nắng cuối chiều thu tàn ta cuối trời tây. Công tử có biết loài quạ loài chim xấu xí nhất kia lại hiếu thảo nhất trong giống chim không? Nó biết tha mồi về đúc lại cho mẹ nó khi già yếu. Huống chi em là người, cha em lại vô phước chỉ có mình em. Nếu em mặc áo vô quy, ai sẽ lo phụng dưỡng sớm hôm lúc phụ thân em tuổi già sức yếu? Nhưng đây là ý muốn của lão bá mà. Đó là sự thương yêu của bậc làm cha mẹ, luôn luôn muốn nhìn thấy con mình được vui niềm hạnh phúc. Dù thật sự họ có muốn rời con thì bổn phận làm con phải làm vui lòng cha mẹ phải không nào? Có cha mẹ nào vui khi phải xa con đâu hả công tử? Không cha mẹ nào muốn cho con mình ở vậy suốt đời hết á. Ủa, anh thắc mắc, anh cõng ai vậy? Dạ em cũng không biết nữa. Không biết sao anh cõng người ta vô đây làm cái gì hả? Ủa lạ không, nhà của chủ tôi muốn cõng ai vô thì tôi cõng, chủ tôi không thắc mắc thì thôi, chứ có can hệ gì tới cậu đâu mà cậu thắc mắc. Tôi mới hỏi anh có một chút xíu vậy mà cũng bị anh sửa lưng rồi. Tại nghe lời trái tai gai mắt nói, chứ tôi có làm nghề tẩm quất hồi nào đâu mà cậu nói tôi sửa lưng. Thật đúng với cái tên thắc mắc của anh. Anh thắc mắc hỗn láo như thế à? Công tử bảo cũng phải, anh có nghe làng trên vừa bị bọn cướp Ngô Thường đến giếng đó không? Dạ thưa cô, người này ăn mặc rách rưới và có vẻ đói lắm rồi. Rách rưới lại làm ra vẻ đói rét, chính là bọn cướp giả dạng rồi đó. Dạ xin lỗi cậu, cậu nói nghe thì cũng có lý, nhưng không lẽ ở trên đời này hãy đói rách thì người ta đi ăn cướp hết sao cậu? Theo tôi nghĩ, có những kẻ giàu có cũng có thể đi ăn cướp, và đi ăn cướp hợp lệ, đó mới đáng ghê tởm đó cậu à. Còn những kẻ gì đói rách mà phải đi ăn cướp, đó là chuyện thường xảy ra trong cái xã hội bất công này. Người nghe ta khổ, dù người ta có đi ăn mày thì cũng không có gì sợ sâu. Còn những kẻ sáng sủa bên ngoài mà lòng dạ đen thui, họ nói cười cười vui vui, vì họ tưởng rằng đời họ đã chiếm được cái gì như ý. Xem họ bên ngoài thì rất cao sang quyền quý,
nhưng sự thật bên trong họ thôi nát trong lòng. Bởi vậy tôi nói mà nghe, cái gì mà mình hay vỗ ngực hay khoe là giả dối. Còn cái gì mà thấy bên ngoài người ta nghèo đói, nhưng sự thật trong lòng họ không đen tối như người ta. Được, nước, làm ơn cho tôi xin chén nước. Anh thắc mắc, anh có nghe gì không? Nè, vào múc cho người ta chén nước đem vô đây. Ở đó lý sự hoài hay sao chứ? Hả? Sao người này lại mang gươm? Em yên tâm, đã có anh bảo vệ cho em. Đây là đâu? Đây là Lý Gia Trang cha ơi. Đây là tiểu thơ Lý Ngọc Hoa, ái nữ của Viên Ngoại đó. Dạ, kính chào tiểu thơ. Còn đây là Lương Công Tử, người này là văn võ song tàng ở Lý Gia Trang. Kính chào công tử. Anh kia, anh từ đâu đến đây? Sức trai như thế này mà không có một bữa ăn, được một bộ đồ lành để mặc sao? Sao anh không trả lời với công tử? Tại sao anh không sanh nhầm cái gia đình giàu có như công tử vậy đó, để ăn ngon mặc đẹp như ngài vậy? Thưa công tử, sở dĩ tôi chậm trả lời là vì tôi cần phải suy nghĩ một câu trả lời cho chín chắn. Khi tôi vừa tỉnh, tôi thấy ngài rút gươm ra khỏi vỏ, tức là ngài đã sẵn bụng nghi tôi rồi. Anh cũng thông minh lắm, nhưng anh đừng hòng qua mắt tôi. À, tôi quên báo cho anh biết trước, công tử đây thông minh ghê dữ lắm. Con muỗi bay qua mặt ổng, ổng biết con muỗi đực hay là con muỗi cái liền vậy. Cảm ơn anh. Dạ, sau khi suy nghĩ kỹ, tôi thấy chỉ có câu này là đáng nói nhất. Thưa ngài, nếu tôi ở địa vị của ngài thì tôi sẽ im lặng để nhường câu hỏi ấy cho nữ chủ nhân hỏi khách lỡ đường thì phải hơn. Hay, hay, quan hô cái bụng lép, quan hô. Anh thắc mắc, anh hãy để yên cho tôi nói chuyện. Thưa ông, tiếc gì ông đã lỡ lời với khách của tôi. Tôi cũng muốn biết ông từ đâu lại, công tử đã hỏi ông vậy. Thưa tiểu thơ, tôi từ sông Hồ lại, một kẻ không cửa không nhà. Là vì 4 năm qua tôi đi khắp gần xa, theo lời trăng tôi chung bảo tôi phải tìm một đứa em cứu trời phiêu bạc. Vì khi xưa tất là mùa màng, người đổi con lấy một nén vàng. Em của anh tên gọi là chi, thân phụ anh bán nó cho ai? Vừa lên 3 tuổi đầu, sớm chia tình cốt nhục, tên của nó là Ngô Bảo Quang. Tên Ngô Bảo Quang? Dân, cha tôi bán em tôi khi tôi được 4 tuổi. Cô ấy năm nay được bao nhiêu tuổi? Dạ, 19 tuổi.
nghĩa là 16 năm nay rồi. À, như vậy là trùng tuổi với tiểu thơ tôi rồi đó. Tiểu thơ tôi năm nay cũng 19 tuổi nữa, tuổi con rồng vàng á. Còn công tử đây là tuổi con cọp, cọp mà loại cọp rằng á. Anh thắc mắc, không nên nói chơi quá lắm. Trước khi chết, cha anh có bảo là bán cô ấy cho ai không? Và người mua đó tên họ là gì? Cha tôi chỉ biết là một người có vẻ sang giàu, chứ không biết tên là gì, ở đâu. Lão! Anh đừng có bịa chuyện để vào đây dọa dẫm. Tại sao anh không tìm một nơi khác, lại vào đây để xin ăn nhờ ngủ tạm? Đi ra ngay, đi! Dạ, ông ấy đâu có xin ăn công tử hồi nào đâu, mà công tử giận lên dữ vậy. Giả lại chính tôi cổng ông này vô đây, chứ đâu phải ông ỷ quyền tự nhiên vào đâu. Thưa ngài, vì người ta thấy tôi lạ mặt, nghĩ tôi là tay sai của bọn Cường Khấu Lục Lâm, nên tôi phải lang thang. Cuối cùng vì quá đói và khát, nên tôi phải bất tỉnh trước Lý Gia Trang. May nhờ có anh đây thương tình đem tôi vào đây. Rồi bịa một câu chuyện thương tâm ra để mà lung lạc lòng gia chủ, phải không? Thưa tiểu thơ, người này đói cơm mỏi chân mà nãy giờ đứng đây khai lý lịch với nuốt mấy cái câu hắc búa, nãy giờ chắc no rồi. Thôi thưa tiểu thơ, để tôi dẫn người ta ra. Anh cứ dẫn vô nhà cho người này ăn cơm. Còn chuyện nghỉ nhờ, Tôi sẽ hỏi phụ thân tôi sao. Ông bằng lòng chứ? Dạ, cảm ơn tiểu thơ. Khoan, em đối xử như vậy là không phải lẽ. Cứ để cho thắc mắc dẫn hắn ra đường đi, rồi bố thí cho hắn một bữa ăn, rồi sau đó thì hắn muốn ngã lưng nơi nhà quan cổ miếu gì mặc kệ hắn. Tại sao phải lo cho nhọc? Như vậy có hơn không? Nè anh kia, hình như anh có nghe tôi nói không? Sự giận dữ đã đốt cháy đôi mắt của anh rồi kìa. Anh thù tôi thì chết uổng mạng lắm. Đi đi. Nếu tôi không đi, anh định chống lại tôi à? Công tử, nếu công tử có ý định ấy thì... Tốt lắm, cứ tuốt kiếm ra. Công tử đánh thì ăn chắc rồi, mình lời hơn người ta, bị người ta đang đói mà. Mình no, mình đánh chắc ăn lắm. Được, tôi xin hầu ngài. Sao chưa động thủ, ngồi đó làm gì? Xin ngài thứ lỗi cho tôi có thói quen phải ngồi để giao đấu. Riêng đấu với công tử đây á, anh phải nằm mà mới thắng nổi giờ ngang. Vì người làm một tay kiếm sĩ ghê gớm lắm. Khốn kiếp! Anh Lương Thao, đừng mà! Tôi xin đi, cho tôi xin đi mà. Ở đây đâu phải là diễn võ trường. Ông à, ông cứ theo thắc mắc vào trong dùng cơm đi. Đi đi mà. Tiểu thơ đừng có can, để ta đánh chơi coi cho nó đã chút đã, ăn cơm mới ngon chơi. Đừng có nói nhảm. Đội ơn tiểu thơ. Công tử bị thương à? Xoàn thôi. Để tôi băng bó vết thương cho công tử nha. Cảm ơn. Tôi không dám phiền Lý Ngọc Quan, xin cho tôi từ giả. Quan, công tử giận tôi rồi sao? Tiểu thơ đâu có làm gì cho tôi giận. Như thế, tại sao anh lại bỏ ra đi chứ? Ở đây, tôi cũng không biết phải làm gì, phải nói gì, khi người ta chỉ xem mình như người xa lạ. Công tử, em đâu phải cỏ cây hay sắt đá, mà lại lạnh lùng trước tình cảm yêu đương. Nhưng vì cha già tóc đã điểm qua sương, em không muốn vì yêu đương phải mang câu bất hiếu. Thà trước kia đừng nói yêu đương, để nhớ để thương không đi sâu vào tim mộng. Để
đêm từng đêm mơ hình tượng bóng người mình thương trong giấc ngủ say nồng. Đôi má hay hay như một sớm mai hồng, một sáng bình minh qua cười khoe sắc để đón mừng cánh bướm đến làm quen. Sau cuộc tương ngộ đã trở thành thâm thiết, bướm cứ ngỡ mình sống mãi bên qua. Nào ngờ đâu bão tố phong ba biến cuộc đời mình đã nhiều thay đổi. Công tử dù quá có hiếu tàn rủ xa vẫn đợi chờ cánh bướm đang sơn, vì em đã trót gửi trọn tình thương và cuộc đời con gái cho lương công tử. Ngọc Hoa vẫn yêu tôi. Em có phụ anh đâu. Thì tại sao em không muốn nói đến cuộc hôn nhân của chúng ta? Em đã nói rồi mà. Nếu em còn ngại mang tiếng với đời vì tình yêu mà không giữ tròn hiếu đạo cùng cha, anh sẽ xin với phụ thân đình hôn lễ của hai ta và chờ đợi đến khi nào em vui câu xuất gia để cùng anh nên vợ nên chồng. Em sẽ vui vì tình cảm thêm nồng, bước trên xác pháo hồng môi nở nụ cười. Má đào e thẹn khi thấy họ hàng nhìn trộm cô dâu. Những thâm tình gửi trao trọn đời chứ thủy chung lòng em vẹn giữ tình yêu nồng thắm trao ân sắc son không bồi thay. Xin ghi lòng những câu ân tình chữ chung tình lòng anh đã hiểu, dù cho bao tố phong ba vẫn không ly biệt. Cảm ơn lòng tốt của anh. Ngọc Hoa đâu, chạy mau bước đến dưới nhà mình. Ngọc Hoa, Ngọc Hoa, Ngọc Hoa. Dạ. Em và bác lo tìm lối thoát để anh ngăn chặn bọn chúng. Hãy chia nhau bao chặt các nẻo ra vào, bắt tất cả đem về sơn trại cho ta. Chết rồi, bọn chúng cứ chặn hết các nẻo làm sao mình có thoát đi.
Gia chủ đây rồi. Cô cả người đẹp của Lý Gia Trang. Lâu đó. Hãy đưa tất cả về sớm đại. Trời, Lương Thao. Lương Thao đã chết. Kẻ bất tài xong cũng chẳng ích lợi gì. Lâu la, đưa hai người này vào rương vàng khi nãy xuống thêm về sớm đại. Thằng kia, Mi có nghe đến tên tướng cướp Ngô Thường chưa? Nghe rồi. Mới lạ gì tên của một thằng ăn cướp. Tuổi của nhà người chỉ đáng mới là con cháu của ta. Ai là con của một thằng ăn cướp như ngươi? Dù sao ta vẫn là kẻ lớn hơn ngươi kia. Ta không cần biết chuyện đó. Chỉ biết phải giết nhà ngươi để diệt mối họa cho dân lương thiện. Thằng con nít, miệng của ngươi còn hôi sữa. Mới học lèm nhèm võ nghệ đã nói bô bô chỉ cứu thế độ dân. Chính ta là Ngô Thường đây. Còn ngươi, ngươi là con của gia chủ à? Không, ta chỉ là kẻ lỡ đường vào xin một bữa cơm. Nhưng vì bữa cơm, ta phải đổi cả sanh mạng để trả ơn cho họ. Ta thấy người quả thật có tài, nên ta muốn đưa ra một điều kiện. Nếu như ta thua, ta sẵn sàng chịu chết. Nhà ngươi sẽ đoạt được ý muốn cứu dân độ thế và trả ơn kẻ đã ban cho ngươi một bữa cơm. Còn như tuổi già này còn đủ sức thắng thì ta sẽ bắt ngươi về làm con nuôi để luyện thêm đường kim gia truyền cho tuổi trẻ trở về sau võ nghệ thêm cao. Hơn nữa ta đã già ra vào hiếu hoàng. Thôi chớ nhiều lời, ta chẳng mong sống gần bên ngươi một tên tướng cướp hôi tanh, mà ta chỉ mong gặp mặt để cùng nhau so sức thấp cao. Chí bằng ta có thua ngươi, ta đành chịu chết mà thôi. Lẽ đâu ta hèn hạ sống mang ít nhục. Tùy ở nơi ngươi, bởi ta mến phục nên không nỡ đành sát. Đừng dông dài, hãy bắt đầu cuộc đấu. Ta sẽ làm vừa lòng ngươi. Nào, ta nhận rằng ta bất tài, nhưng ta rất hài lòng với cái chết có nhiều danh dự. Ta xin lỗi người vì đã ta thiếu cẩn trọng trong khi so kiếm. Sao, có còn đi nổi không? Hình như vết thương sâu lắm thì phải. Cái chết đã nương theo lòng thùng chào người, và sự sống chảy lần theo máu. Lâu la, tuân lệnh. Bảy âu thiêu vị Lý Gia Trang. Thank you.
tại sinh. Dạ. Xuống hầm giam, đưa Lý Trang chủ đến đây cho ta. Dừng. Mở trói. Ngươi hãy rời khỏi đây. Khi nào có lệnh hãy đến nha. Tuân lệnh. Xin mời viên ngoại. Cảm ơn. Lão không dám ngồi, chỉ xin đại vương tha cho cha con lão được rời khỏi nơi đây. Viên ngoại muốn trở lại Lý Gia Trang mà. Vâng, mong đại vương thương tình chấp nhận lời cầu xin của lão. Ơn của ngài không bao giờ lão quên được. Ta sẽ làm thỏa mãn tất cả ý muốn của viên ngoại, nhưng với một điều kiện. Đại vương cần gì tôi cũng sẵn sàng đáp lại. Dù giao cả sự sản tôi cũng không từ chối. Miễn cha con tôi gặp lại nhau là mãn nguyện lắm rồi. Ta không cần vàng bạc, mà ta chỉ muốn làm chồng của Lý Ngọc Hoa, để cùng nàng chung sống trọn đời. Vì ngoại nghĩ sao hãy trả lời, vì ta đang nóng lòng mong đợi. Xin đại vương hãy mở rộng lòng nhân, chuyện yêu đương tôi dám nào ép buộc, còn tùy nơi con Ngọc Hoa quyết định. Nhưng dù sao viên ngoại vẫn là cha, phận làm con không có quyền cãi lại, chỉ biết gục đầu nghe lời khuyên dạy. Nhưng đây là những trăm năm hạnh phúc, không nên dùng quyền lực một người cha. Ta không cần nghe viên ngoại giải thích dài dòng, mà muốn biết ý định của người thuận hay là không. Mong đại vương hãy thương tình. Nếu không ta đâu có cho dời viên ngoại đến đây. Dù viên ngoại có trở lại Lý Gia Trang cũng muộn rồi. Sao? Vì tất cả đã làm mồi cho lửa đỏ. Ngài đã thiêu hủy Lý Gia Trang rồi à? Ngay trong đêm ta gặp viên ngoại. Còn bây giờ viên ngoại tự chọn lấy một trong hai điều kiện. Một, viên ngoại được sống cuộc đời sung sướng cạnh Ngọc Hoa. Còn hai, ông sống suốt đời trong hầm tối, chờ ngàn rượu nắm xương tàn, và Lý Ngọc Hoa biết không bảo toàn được trinh tiết trước khi nhắm mắt. Ta chỉ muốn dùng để đổi chác tình cảm mà thôi. Thái sinh. Dạ. Hãy đưa Lý tiểu thơ vào đây. Tuân lệnh. Ta tạm lánh mặt. Viên ngoại nên nghĩ kỹ, chọn một trong hai điều kiện. Ta mong đợi tin lành nha. Hoàn cảnh đổi khác nên cha con mình còn gặp lại. Cha, đại vương định thả mình hả cha? Phải, nhưng với điều kiện là con phải làm vợ của hắn. Hả? Con phải làm vợ tướng cướp Ngô Thường? Không, không, không thể nào con làm vợ một tên khác mà. Cha cũng vậy, thà hy sinh tấm thân này hơn là nhìn con nằm trong vòng tay của một kẻ bất lương. Nghĩa là chúng sẽ giết cha khi con không bằng lòng ưng thuận. Nếu cha chết mà dung bón được sự sống cho con,
thì cha cũng chẳng tiếc chi. Tâm thân già như sương bay trước gió, sẽ tan dần theo tia nắng sớm, bỏ lại những gì tươi đẹp chung quanh. Chờ nghịch cảnh trớ trêu sắp bài chi, thảm kịch đau lòng tối tình vì đầu xanh tuổi trẻ. Sầu quằn nặng đôi vai, cha muốn gặp con lần cuối để được nhìn hình ảnh thân yêu và chúc càng tâm tình. Rồi chốc lát đây cha con mình vĩnh biệt. Cha xin cha đừng nói vậy không nên, dù hoàn cảnh ra sao con cũng quyết giữ tròn câu để phụ thân yên tâm với mơ tuổi xế chiều. Không, không, con không thể là vợ của tướng cướp vô thường. Chưa, đã lớn rồi thôi đành nhận chiều mà thôi. Tiếc sẽ làm gì một kiếp qua rơi, đã bị phủ phàng vùi dập tả tơi. Lý Ngọc qua, đừng vì thương cha mà hủy hoại cuộc đời. Bởi cha và con không là tình thâm quyết dũng. Cha, cha vừa nói gì con trẻ chẳng hiểu chi. Làm sao con hiểu được một câu chuyện thương tâm pha nhiều lệ. Mười sáu năm qua đã chìm sâu dưới đáy bể thâm tình. Bởi quá thương con nên cha tự dối lòng mình. Sự thật con với cha như hai dòng nước lã, diệp tình cờ nên hủy ngộ mà thôi. Xưa kia con là một trong hai đứa bé mồ côi mẹ, vì hoàn cảnh nghèo nàn túng thiếu nên người cha đành dứt tình phụ tử, bán con thơ để đổi một nén vàng. Trời ơi, sự thật của tỷ phú phàm như thế sao cha? Con không phải họ Lý mà là họ Ngô, Ngô Bảo Quang.
ngu bảo quá. Con còn người anh trai lớn hơn con 1 tuổi, chắc không rõ tên gì, mà chỉ biết đứa bé kia cũng đeo sâu hồng ngọc bảo giống như con. Vì khi bán con, cha con có dặn cha hãy giữ gìn sâu ngọc kia thật kỹ, để sau này hai kẻ có dịp nhìn nhau. Cha ơi, đối với cha tuy không sanh, nhưng ơn dưỡng dục 16 năm qua sánh bằng trời biển, con nào dám xem nhẹ công lao. Dù hy sinh cả cuộc đời mà cha được sống an vui, con sẽ hy sinh để vẹn đạo làm người. Kể như con đã chết rồi, từ khi mở mắt chào đời cha ơi, kiếp người như bóng mây trôi, thôi thà phó mặt cuộc đời đây. Thưa phu nhân, chưa có lệnh của đại dương. Ta không có quyền bảo ngươi sao? Dạ. Đi, đi, không có đứng đó giả thư gì nữa cả. Không, không, đừng bắt cha tôi. Các ngươi lấy quyền gì bắt cha tôi chứ? Con bé này, cô có biết tôi là ai không? Không. Không à? Mà dầu có biết, cô cũng không dám nói là biết. Vậy thì buộc lòng tôi phải nói cho cô biết, tôi là vợ của người mà cô sắp làm vợ. Nói vậy bà đây là... Là kẻ thù của những cô gái còn son trẻ. Hình như bà đã lầm rồi. Tôi đâu có ý định đến đây để cướp chồng bà. Vì chồng bà cướp tôi kia mà. Ban đầu thì chồng tôi cướp cô, nhưng sau thì cô sẽ cướp chồng tôi. Cô còn trẻ người non dạ lắm. Cô không biết, khi mà xuân sắc đã hết rồi, người đàn bà phải đánh rơi một tình thương, thì họ cũng không muốn cho tình thương ấy lọt vào tay của ai hết. Kẻ nào lượm được tình thương đó tức là thù địch của họ. Cô hiểu chưa? Lòng ghen ghét của bà khiến cho bà xem thấp giá trị của những người biết trọng tiết trinh. Tôi có thể chết, chứ tôi không thể chịu nhục nhã lấy một tên cướp như những người đàn bà mà bà đã gặp đâu. Tốt hơn bà nên để yên coi tôi xử sự. Thôi, cô bé ơi đừng có láo. Mấy chữ biết trọng tiết trinh chỉ là một thứ nước sơn giả hiệu, rồi người ta cần tẩy một lớp sơn đó để tô một màu khác. Người ta nói là có ngộ biến phải tùng quyền. Người ta tự biện hộ rồi cũng tự tha thứ lấy. Ban đầu thì cô đau khổ và có tính cách là bắt buộc thiệt, nhưng lâu ngày thành quen, đau khổ sẽ trở thành một sự sung sướng, một thi vị, nhất là cái thi vị của vợ trẻ chồng già. Trời. Bởi thế, giữa tôi và cô phải có một người ra khỏi nơi này. Nếu tôi không ra khỏi nơi này, ta là tôi chết mà thôi.
Nếu vậy thì tốt quá. Tại sao hồi mới về đây cô không chịu tìm cái chết? Cô chờ đợi một việc mà chính cô không bao giờ muốn cho việc ấy đến, phải không? Nhưng việc gì phải đến thì sẽ đến. Rồi đây sẽ có cái mũi thô lỗ đặt vào đôi má son trẻ của cô. Tôi sẽ chết trong giờ phút đó. Thật là vô lý. Tại sao cô không tránh được những cái gì mà cô biết không tránh được? Cô tham sống từng giây phút, mặc dầu cái giây phút đó hoàn toàn tuyệt vọng. Sự tham sống sẽ làm cho cô hèn hạ. 20 năm trước tôi cũng có tâm trạng hèn hạ như cô rồi. Cô à, cô có muốn tôi giúp đỡ cô không? Trời ơi, nếu mà có cách nào. Tôi có cách giúp cô rất tiện lợi. Đây, khi dùng thứ này, cô vừa thoát khỏi nơi này mà cũng vừa thoát khỏi thế gian này. Hả? Bà giết tôi. Phải, tôi sẽ giết cô. Nhưng không ai hay. Nên mới dùng độc dược quỷ thương, danh thơm lưu truyền giảng thơ. Riêng tôi cũng tránh tiếng giết người, khỏi bị đời mai miên. Bà quả thật là kẻ hiểm sâu, đáng ghê tởm nhất trên đời. Tôi cũng liều chút vận bạc cho rồi, để bà được sống an vui. Thì hãy uống đi, tôi nóng lòng chờ xem. Còn phải về dinh trại không có đủ thì giờ, đứng đây chờ nghe cô nói bâng quơ. Đây, tôi pha sẵn cho cô. Nếu cô từ chối cái chết này, tôi sẽ dành cho cô cái chết khác. Chết bằng cách thắt cổ, cô muốn không? Thưa bà, bà cứ để tôi chọn một cái chết yên ổn, tôi sẵn lòng. Như vậy thì tốt quá. Cô cứ mạnh dạn uống đi. Khi nào thuốc thấm, không có thấy đau đớn gì đâu. Khi nào cô thấy hai bàn chân hơi nặng, cô hãy nằm yên, để nghe cái chết từ dưới chân bò lên. Sự sống bị đẩy lùi về tim, và cho đến khi mà nó không còn nơi bám víu nữa, tức là cô chết. Sợ. Uống nhanh lên đi, uống đi. Bà ơi, với mơ tuổi đào thơ mơn mơn, bà bắt tôi phải mạnh dạn đón tử thần và can đảm nghe thuốc thấm vào thân. Chầm chầm chiếc cơi thanh xuân đang tròn mông, trước khi giả từ sự sống, tôi có đôi lời nhắn lại với cha tôi. Nếu nửa đêm nghe gió lướt lưng
rung âm thầm trên xác của đứa con dân xu chẳng mai đã trở thành người thiên cố về thăm cha trong những lúc canh tàn. Bởi âm dương cách biệt đôi đàn, ơn nuôi dưỡng 16 năm chưa đền đáp. Đã vì tôi người sống qua những ngày vui sướng lẫn buồn thương, vừa đến tuổi cập kê người lo liệu việc hôn nhân, dầu phải sống xa con vẫn vui lòng, miễn thế con mình được vui tròn hạnh phúc. Cha thì phải lo cho con, chuyện đó là thường, có lạ gì đâu mà cô phải nói. Đành vậy, những 16 năm xưa tôi là rời bỏ người cha ruột thịt, từng bồng bế trên tay, rồi dĩ vãng xa dần. Tôi tưởng rằng tôi là con ruột của người trong 19 năm nay, có ngờ đâu nghịch cảnh lá lai và cuộc đời cũng phai. Vậy cô là con nuôi của ông già đó. Năm nay cô được 19 tuổi, tại sao cha ruột của cô lại cho cô làm chi vậy? Vì nghèo khổ nên người mới bán tôi đi đổi lấy một miếng vàng. Cô nói gì tôi không hiểu được. Cha thương con mà đi bán con là nghĩa làm sao? À, hay người cha đó chưa chắc gì là cha ruột của cô nữa. Tôi được biết vì trước kia mùa màng thất bát, cha tôi mới bồng bế con thơ rời bỏ quê hương. Có lẽ đời sống bắt đầu lang thang vất vả, người không muốn cho con khổ sở kiếm vui chợ đầu làng, nên người bán tôi để đổi lấy một miếng vàng. Vì người phải nuôi một đứa con trai vừa lên 4 tuổi, tôi biết chắc cha tôi đứng từng đoạn ruột khi phải xa con. Rồi 16 năm qua thân già trôi nổi, gánh thời gian đè gầy đôi vai. Cha tôi nhắm mắt xuôi tay, để lại hai đứa con xa cách bốn phương trời. Bà cảm thấy hai bàn chân của tôi nặng rồi. Đúng như lời bà nói, chắc cái chết đang từ dưới chân lên. Cô, khi lớn lên, cô có nghe người cha nuôi cô nói lại trước kia cô tên là gì không? Cô, người mới vừa kể cho tôi nghe tại đây, tôi và người anh của tôi cùng không
Tôi hỏi tên thật của cô là gì kìa? Tên tôi là Ngô Bảo Hoa. Ngô Bảo Hoa. Cô có phải là Bảo Hoa không? Không, tôi không tin. Tôi không tin mà. Đúng rồi, Xu Ngọc Hồng Bảo. Mẹ tôi.
xảo quá. Mẹ đã giết chết con rồi. Trời ơi, con đã giết chết con tôi rồi. Đã bắt con từ giả cuộc đời trong lúc nửa chừng xuân. Ôi, mấy sợi tóc mai vơ vất, mẹ đã từng vuốt ve triều mơ. Trên môi nay đã tắt, bàn chân này đã từng làm cả nhà khuyên náo vì bước đi chập chững giữa sân rêu. Nằm đây mà hồn phách đi đâu, xác thịt lạnh vẫn thua tình nghĩa lạnh. Bà làm gì ở đây? Trời, bà đã giết con bé này rồi à? Ai cho phép bà vào đây? Tại sao bà dám làm những chuyện này? Mười mấy năm nay bà đã làm cho tôi mất cả vô thú. Con của tôi bà để cho người ta bắt mất. Tôi có một đứa con nói dầm, bà cũng cản trở. Bà giết nó, tôi sẽ giết bà. Tôi phạm một tội lớn, để tránh cho ông một cái ân hận lớn. Nó chính là Ngô Bảo Qua. Ngô Bảo Qua, bà nói sao? Ngô Bảo Hoa, nó ở đâu? Nó ở đâu? Nó đã bị ông bắt về đó. Nó đã nói thật tên của nó trước khi nó chết. Sao mà không nói? Có thật nó là con của tôi không? Nó là Ngô Bảo Hoa, là con của ta. Phải rồi, Ngô Bảo Hoa, Ngô Bảo Hoa con. Thưa đại dương, chàng trai mà đại dương biểu săn sóc hắn đã mò đến đây và nhất quyết xin được giáp mặt với đại dương. Đi, hắn muốn ta đây để làm gì? Ta không tiếp ai cả. Đi, đi. Dạ dạ, thưa đại dương. Nhưng mà chuyện gì? Dạ, nhưng chàng trai ấy đã túc kiếm sẵn trên tay, và hắn sẽ giết tất cả những ai xua đuổi hắn. Tại sao chúng mày không giết phứt nó cho rồi? Dạ, dạ con tuân lệnh đại dương, kính trọng hắn như một thượng khách mà. Giết! Dạ, giết! Bà hãy đưa xác Bảo Hoa vào trong lô mai táng. Đi đi! Ngài cho lệnh thủ hạ ngài giết tôi. Ta đại mi trọng hậu, người trả ơn ta bằng cách đó phải không? Tôi mong ngài hiểu cho, là một việc ngoài ý muốn của tôi. Tôi muốn gặp ngài để nói những lời tri ân đối với sự hậu đãi mà ngài đã dành cho tôi trong thời gian tôi bị thương. Hôm nay tôi tỉnh và biết rõ sự thật. Trong thời gian tôi nằm trong xà huyệt của bọn Cường Sơn Thảo Khấu thì... Thì sao? Ngài nên bình tĩnh. Việc so kiếm có thể xảy ra nếu lời thỉnh cầu của tôi đối với ngài không hiệu quả.
ta không có một cái gì phải ban bố, và ngươi cũng không có điều gì để đòi hỏi nữa. Lúc này ta thấy thích máu người hơn những lời đòi hỏi. Vết thương của tôi chưa lành hẳn. Đây, ngài hãy coi. Nhưng tôi đến để xin ngài cho tôi ra khỏi nơi này một cách yên tĩnh. Được. Đi đi. Dân, tôi đi chứ. Nhưng đã trót là một tài kiếm sĩ thì chữ lương tâm ngài hãy giúp tôi giữ vẹn muôn. Đời tôi đã chịu ân lòng băn khoăn lo báo đáp, vì sự ra đi coi như không còn vướng bận. Tôi nói đến hai người mà chính là ngài đã bắt giữ nơi đây. Vì trước kia cha con họ thương tôi mà bố thí một bữa cơm, mong ngài hãy giúp tôi giữ trọn nghĩa ân. Cũng như ngài đã đem tôi về trại săn sóc vết thương. Té ra nhà ngươi đến đây là đòi ta trả lại những ân thừa trong đêm trước mà ngươi đã trót dương mang. Còn cái riêng tình của chúng ta thì ngươi định liệu sao đây? Ta bảo trước để giữ mình, không phải ta là người cho ngươi bận cợt. Khi trong lòng ta đang tan tóc, nhà ngươi muốn gặp mặt tử thần, ta đã tội lỗi nhiều rồi, đừng đào cho tội thêm sâu. Đại dương, chút ơn kia tôi nhớ mãi, nhưng chưa hẹn ngài đáp lại. Vì trên bước sông hồ biết bao giờ ta tương ngộ nữa hay chăng? Tôi lặp lại lần thứ hai, ngài có thể cho tôi xin lại hai người đó hay không? Ta đã giết rồi, vợ ta đã giết rồi. Ta sẽ giết mày. Có lẽ tôi không thể tiếp tục hầu ngài cho đến kết cuộc được. Dầu sao tôi cũng kể như đã làm tròn bổn phận của một kẻ chịu ơn. Những kẻ có lương tâm thực hiện ý chí lớn của mình bằng cách làm cho thỏa mãn những nhu cầu nhỏ của người khác. Lần đầu tiên Ngô Bảo Anh này chịu buông gươm. Bảo Anh, Lão, ngươi không phải là Ngô Bảo Anh. Lão, không, ngươi không phải là Ngô Bảo Anh, ngươi không phải. À, chàng ra, không, không. Tim tôi có thể không còn máu, nhưng sâu chuỗi ngọc hồng bảo không thể rời tôi. Dẫu tôi với ngài là hai
kẻ thù sống chết. Nhưng ngài hãy để cho tôi bảo toàn kỷ vật cho đến khi nhắm mắt và vĩnh biệt người thân yêu nhất trên đời. Tôi đã hết mong đi được nữa rồi, đã mấy năm lê gót tha phương mong tìm đứa em thất lạc, nhưng ý nguyện của kẻ này đã tàn phai. Ngài hãy rộng lượng, chỉ rộng lượng một lần chút nữa thôi. Hãy lấy sâu ngọc hồng bảo đeo vào cổ tôi, như thế tôi mới ngắm cười mà giả từ sự sống. Hỡi đấng chi tôn, người mang cho tôi một kinh pháp mà không bao giờ tôi quên được. Nếu ngài thương tôi, sau khi tôi nhắm mắt, ngài hãy cho Lâu La cắm trên mộ tôi một miếng gián thô sơ và đề rằng: đây là nơi an nghỉ của kim sĩ Mã Hữu Anh. Trời ơi, lòng tôi đã tan nát tơi bời, tôi không còn là tôi nữa. Ngài ơi, nếu có hôm nào trong những trận gieo hò chiến thắng, khi cùng cánh quân tìm cách sang sông, hay những lúc dừng chân nơi quan vắng cạnh gian rừng, nếu ngài có gặp một cô bé gái đổ chừng 19 tuổi tên Ngô Bảo Hoa, ngài hãy nói lại giùm: anh cô đã chết và kỷ nơi tôi an nghỉ nghìn thu của kẻ bạc phần. Hết kịp nữa rồi. Cứ để hơi thở mòn theo mau cạn, ta mở mắt chờ đợi cái chết. Ta không muốn tiếp tục chịu ơn để được sống. Đi, đi đi Bảo Anh. Bây giờ không phải là ân nghĩa nữa, mà là bổn phận, một sự chuộc tội. Đáng lẽ ta phải dùng những tiếng sức thân mật mà ta đã khao khát nôi lên 16 năm qua, nhưng bây giờ ta không còn lòng dạ nào. Lưỡi nào dùng tiếng thân mật để xưng hô giữa ta và ngươi được nữa. Bảo Anh, vì 16 năm đã chia cách hai con người xa lạ, mà trong giây phút làm sao nối lại nghĩa thâm tình. Ta muốn được cùng ngươi sống trong giây phút gia đình. Ta đang thèm khát những gì ta không có. Ngươi hãy nhắm mắt tưởng tượng rằng người đang nói chuyện với ngươi tức là
cha người. Người cha hết già thương con, ngày đêm heo hắt mỏi mòn, vì bổn phận làm cha mà ta chẳng lo tròn. Cha tôi đã chết rồi, ông định tìm cách an ủi tôi, hay chính ông nói như vậy để tự an ủi ông? Ngươi hoàn toàn có lý. Ta tưởng tượng như thế để ta tự an ủi tâm hồn. 16 năm vợ chồng ta đã bị người bắt mất, của ta hai đứa trẻ thơ, đứa gái lên 3, còn đứa trai vừa lên 4 tuổi. Kẻ cấp kia sau thời gian lặn lội, có lẽ vì nghèo đói nên người ta đã bán đi đứa con gái để đổi lấy một em vàng. Từ đó đến nay ta không còn nghe tin tức, dù đã nhiều lần rồi ta cố công đi tìm kiếm, nhưng hình ảnh hai đứa trẻ thân yêu vẫn mịt mờ như bóng nhạn vào mây. Phải rồi, em gái của tôi thất lạc đúng như trường hợp mà ông chưa kể. Tại sao ông biết rằng em gái của tôi? Bà Hoa bây giờ ở đâu? Ông là ai? Tại sao lại có chuyện lạ như vậy? Ông nói đi. Nếu anh hiểu được tôi là ai thì chắc anh sẽ giết tôi ngay để thỏa mãn sự căm hờn. Chính tôi đã giết Bảo Hoa, giết anh nghĩa là tôi đã giết cả hai đứa con mình. No! Ông Nhật là cha của tôi, Tại sao ông lại giết em gái của tôi chứ? Lão, tôi không tin. Không có người cha nào mà lại giết con. Tôi không tin. Ha 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 ha!
Nước mắt còn đâu khi tình nghĩa đã tơi bời. Đây có phải là hình phạt của những người cầm cơn trong vũ trụ? Dạ, thưa đại dương, thái xin và hai tướng canh quân giác dìu hành lý và đưa dương ngoại xuống núi, bảo rằng có lệnh của đại dương sai đi. Ai sai đi? Thái sinh đã làm phản rồi. Ngươi hãy ra coi người gã cửa kho còn không. Ta sẽ cho khai kho cho các ngươi hết ngàn bạc. Thưa đại dương, người gã kho đã đi mất cùng một lúc với thái sinh, bên trong không còn gì đáng giá. Hai mươi năm cướp bóc, tịch trữ bao nhiêu lụa là châu ngọc, rồi trong một phút chốc chẳng còn chi. Hai trăm sinh mạng đã ngã gục dưới chân này, và có cả hai thi của con tôi trong đó. Bàn chân của tôi đậm đầy máu, lương tâm của tôi dính đầy máu. Máu. Ông à, có chuyện gì vậy ông? Trong đời tội lỗi này cũng tại vì tôi, đơn cảnh này mới có ngày nay. Bà ơi, giờ đây không phải lúc ta tranh nhau để dành tội lỗi cho mình, mà là giờ sám hối ăn năn. Ông à, suốt cuộc đời bất lương, hôm nay tôi, hôm nay tôi mới biết đau lòng. Ông nén đau buồn cho mau, má tôn rơi. Chính tôi đã tạo lỗi lầm, tôi sẽ chết với hai con. Phan Tư, ôi đời tôi
lang thang hết cuộc đời. Tiếng thở than vắng trong biển rộng sông dài, ai không than vang dòng đêm tối. Bao dòng đá cuốn trôi cuộc đời gió buồn, nay sống chim dưới kiếp người. Chút xíu đi. Thôi mà, mới có một đoạn đường mà mày đã than mệt rồi. Vậy sao nhậu nhẹt ngày này suốt ngày kia mà mày không than mệt? Đến chừng đại ca có chuyện nhờ đến mày là mày than mệt rồi. Nói chuyện nghe lãng nhách rồi, nhậu sao mệt được, làm mới mệt chứ. Mày làm riết cái tao coi mày không được chút nào hết. Tao là con người chứ đâu phải trâu bò đâu, không biết mệt mày. Nghe mày xưng mày là con người, tao hổ thẹn giùm mày quá. Ủa, nè nè, mày nói lại đi, sao hổ thẹn? Vậy chứ mày nói tao là cái gì? Vì mày là một thằng vô sĩ vô liêm, không đáng mặt ké mày râu. Bấy lâu nay đại ca đã đối xử đẹp với mày, đến nay có dịp để cho ta đền đáp. Cái ơn của người mình đã mang nặng từ lâu, chưa làm tròn mà mày đã lên thang. Là mày là cái thằng bạc nghĩa vô ơn mà. Thôi đi ông nội ơi, đừng có nói chuyện nghĩa nhân. Đã là ăn cướp mà dở giọng đạo đức hoài, mình chưa dạy được mình thì mình định có dạy ai? Nè, ăn cướp nhưng mà cũng phải có nghĩa khí của một thằng ăn cướp chứ. Nghĩa khí cái mẹ gì, ăn cướp là chỉ biết giết người, hãm hiếp gái tơ. Chứ ăn cướp mà không có làm thầy đời đi dạy khôn kẻ khác đâu. Chuyện gì? Hai người cãi giả với nhau gì ôm xồm vậy? Dạ, dạ đâu có cãi giả đâu. Dạ, tụi em nói chuyện nhau á. Đến đây rồi, viên ngoại có thể trở về tự do, không có gì trở ngại cả. Dạ, tôi xin cảm ơn ông. Dạ thưa ông, còn con Bảo Hoa, xin ông làm ơn giải cứu giùm nó. Được rồi, viên ngoại cứ lo về trước đi, tôi sẽ tìm cách cứu cô ấy sau. Đây, viên ngoại hãy nhận số vàng này rồi trở lại Lý Gia Trang. Dạ, xin cảm ơn lòng tốt của ông. Tôi không dám nhận số vàng bất lương này. Viên ngoại còn nghĩ kỹ lòng của tôi sao? Dầu đây là số vàng bất nghĩa, đã thấm đỏ máu vô lương, nhưng nay đã nhuộm chút tình thương của con người, đã biết ăn năn. Lòng tôi luôn băn khoăn, nay tôi muốn đem thân chuộc lại những tội lỗi tại trời mà tôi đã gây bài. Ông đã đem vàng của thế gian mà giao trả lại riêng tôi, sao tránh được tội trời luôn luôn hành hạ suốt đời. Tôi sẽ tìm nương thân vào cửa Phật để chuộc lại tội lỗi ngày xưa. Tôi vẫn biết rằng đây là mồ hôi, nước mắt và máu của những người không được ghi tên trong quyển sổ nạn nhân. Tôi được biết, tuy cái biết rất chua xót, ông là một nạn nhân trong nạn nhân của chúng tôi. Ông hãy cầm lấy đi, những của này đâu quá với số gia tài của ông mà sợ. Ông viên ngoại à, ông nhận tức là ông đã thay mặt cho những nạn nhân khác tha thứ cho một kẻ hối ngộ như tôi. Và để chứng minh rằng giữa người và người luôn luôn gần gũi được nhau bằng một tấm lòng tha thứ. Thôi được rồi, tôi nhận để cho ông được vui lòng. Tôi mong ông tìm được nguồn an ủi cũng như tôi đang tìm vậy.
chào ông. Còn hai người, đại ca, hai người hãy chia nhau một phần số vàng trong này. Còn bao nhiêu hãy đem phân phát hết cho những kẻ nghèo khổ, rồi giải nghệ về nhà kiếm nghề lương thiện khác làm ăn nuôi vợ con. Đại ca định đi đâu? Ta đi tìm một nơi yên vắng để gội rửa linh hồn tội lỗi suốt nửa cuộc đời ta làm ăn cướp. Đại ca, dù sao đại ca và chúng em cũng từng sống chết có nhau, nay đại ca bỏ chúng em đi làm sao mà con buồn được chứ. Cảm ơn lòng tốt của hai người, nhưng đừng nên lưu luyến ý niệm đã qua rồi. Bởi chúng ta là những kẻ từng làm khổ cho đời, thì giờ chính ta phải tìm lối thoát cho nghe ta. Chớ nên bận biểu tình cảm nhỏ nhặt, ôi hãy chia tay, ta phải đi ngay. Đại ca, đại ca bỏ đệ sao đại ca? Chí tâm mô Phật, con hãy ngẩng nhìn lên trời xem con có thấy gì không. Bạch thầy, mây nặng lắm, hình như trời sắp mưa. Mây ở bốn phương trời tha nhiều gió đến, trong gió đã nghe có mùi ướt át lá rụng. Bạch thầy, vì thế nên con phải quét lá. Con quét lá trong khi trời có nhiều gió, như vậy chẳng là vô ích lắm sao? Con quét lá ở phía trước thì phía sau con, lá trên cành vẫn buông mình rơi nhẹ. Gió mãi rung cây, lá mãi tuôn nhiều, rắc đầy xuống mặt nghe sân. Dù cho con tận lực cũng chỉ phí sức mình. Tuy lòng thành của con đáng cho thầy ban khen, biết xả thân khổ hạnh dầu ta có chi cao, nhưng phải chọn lúc hữu thời. Chuyện đời từ cổ chí kim, đừng vội cho mình nghị lực. Hà nhân định thắng thiền, rồi cãi lại trời và khinh thường đến đấng chí tôn. Thầy đã giải khuyên những lời Châu Ngọc, đệ tử nguyện dâng theo. Đệ tử sửa lấy mình, lòng thành sẽ giúp con được quang minh trí tuệ. Nếu con biết sửa mình thì lỗi sẽ tiêu tan, không uổng công lao bấy lâu bên kinh kệ. Vì chán ngán trần gian, con tạm nương cửa thiền, mong nhờ đức từ bi giúp con quên phiền muộn. Nếu con dứt được sân si, chuyện ấy chẳng khó gì, Phật lúc nào cũng ở trong ta. Mô Phật, đệ tử xin ghi nhớ lời thầy dạy. Dầu là kẻ quy y Phật pháp hay vẫn còn lăn lộn ở trường đời, cũng là một kiếp người cả. Thầy không dạy con phải tiêu diệt nghị lực của con. Nói cho cùng, nghị lực chỉ là một nét vẽ thơ ngây, không đủ phá vỡ một công trình màu nhiệm trong bức tranh muôn sắc của tạo hóa. Mô Phật, đã tới giờ công phu rồi, thầy và con vào đi thôi. Thank you.
có ai trong chùa không? Mô Phật, ngài có điều chi cần đến cửa chùa? Xin phiền chú tiểu cho tôi gặp mặt hòa thượng trụ trì ở đây. Mô Phật, thầy tôi đang đọc kinh. Nếu ngài muốn lễ Phật thì xin vui lòng đợi sáng ngày mai. Không, tôi không phải đi lễ Phật, mà tôi đến đây để tìm Phật. Thưa ngài, xin ngài bỏ lỗi cho. Nơi đây không có Phật, mà chỉ có đệ tử của Phật và những bức tượng Phật. Phật đang ngự trong khoảng không gian vô định, vô tận, đang bao quanh ngài và tôi, hay là trong trái tim ngài và tim tôi. Là cho chú tiểu giữ không chú nói gì lông bông, hay là ở đây không phải Phật đường, nên chú đem những lời quanh co mà cản cái thành tâm. Tôi là người chán mùi thế tục, lắm chuyện đổi dời, bao bế dâu đã làm cho tôi quyết chí quy y. Con đến đây tìm Phật mà tấm lòng chưa hết cái sân si, mong gì hiểu lẽ quyền di, đã làm rạn đức từ bi. Thiền môn là nơi mở rộng để đón người cõi tục, phải đâu một nơi khảo hạnh để bắt đầu theo Phật. Tôi đến đây bụi trần còn dương trên kẹt tai, trên mái tóc, và bụi làm ô uế cái tâm hồn tôi. Tôi biết, vì biết nên tôi mới đến đây. Phật không bắt buộc bất cứ ai bước vào ngưỡng cửa nhà chùa là phải thông giáo lý của Phật, trong sạch như Phật. Nếu tôi như thế, tôi đã là Phật rồi, chứ đâu phải là người bằng xương bằng thịt đang đứng trên mặt đất này. Mô Phật, nếu ngài nói thế, bất luận ai vừa muốn tìm Phật mà vừa nuôi con thiên lý mã bất kham trong lòng được hay sao? Đừng qua cõi Phật xa xôi lắm. Trong lúc tôi còn đủ thất tình lục dục, tôi không chối cãi. Nhưng ngoài ra tôi cũng có một thứ ham nữa, đó là cái ham muốn diệt dục để trở thành Phật tử, được không? Cửa chùa này không dung nạp tôi, chắc còn cửa chùa khác. Thôi tôi đi. Mô Phật, xin quý khách hãy dừng chân lại. Bần tăng xin nhận tất cả lầm. Chỉ tâm, con hãy vào trong rồi thầy sẽ dạy sao. Kìa, bạch hòa thượng, tôi nhớ hình như tôi đã gặp ngài một lần nào đó xa xôi lắm. Mô Phật, nếu quả như ngài có gặp bần tăng cách đây trên 20 năm, thì xin ngài hãy tha thứ cho tất cả lỗi lầm mà bần tăng phạm phải. Không, tôi không còn nhớ rõ đã gặp hòa thượng nơi nào và lúc nào, vì tôi gặp rất nhiều người nên bây giờ không còn nhớ rõ đã gặp những ai. Mô Phật, trước kia bần tăng cũng đã từng gặp rất nhiều người như ngài vậy. Khách thường nhớ quán, chớ quán làm sao nhớ khách được. Cho đến nay sớm kể chiều kinh, gửi hồn theo hồi chúng tiếng mõ, bần tăng chỉ cầu nguyện một điều, là xin được tha thứ những lỗi lầm. Kỳ, tại sao hòa thượng lại nói thế? Nói như thế để cho quý khách hiểu rằng những người tìm đến cửa Phật không phải là trống tâm hồn hoàn toàn trống sạch như tiểu chi tâm đòi hỏi. Vì chính bần tăng đây trước kia đã gây lắm oan cơ, trên 20 năm trời một dĩ vãng xa vời. Hôm nay đây dù cho cũ tàn rồi, lớp bụi đời phải bùi ngùi, bởi vì lòng người oán hận lâu nguôi. Bởi lẽ bần tăng đây đã từng dọc ngang sát hại, bao sinh mạng hiền lành giữa tuổi đôi mươi.
những lỗi lầm trước kia hòa thượng gây ra. Rồi đến hôm nay theo chân Đức Phật, tôi chắc được người cứu rỗi linh hồn. Đôi chút hận hờn nào có thấm chi đâu. Mô Phật, quý ở lòng thành chứ đâu quý ở công nhiều tội ít. Nói như thế cũng chưa là chí lý. Nếu Ngài biết được rằng trước kia Bần Tăng tên tục là Trần Tú. Trần Tú? Mô Phật, phải. Tại sao Ngài ngạc nhiên? Hay chính Ngài là nạn nhân của Bần Tăng ngày trước? Không. Hòa thượng hãy nói tiếp đi. Thuở tuổi xuân xanh, có một người vợ đẹp, nhà nghèo suốt tháng quanh năm. Người vợ hiền chật vật, nghĩ thương cho kiếp má hồng. Bần Tăng bỗng sinh ra quẫn trí. Từ đó Bần Tăng từ giả vợ nhà lặn suối trèo non, dối rằng đi buôn tơ lụa, chứ thật ra Bần Tăng sống đời cướp bóc trên khắp sông hồ. Rồi ở nhà vợ Bần Tăng lại Nam Mô A Di Đà Phật, Bần Tăng lại tự thổi đông tro tàn nữa rồi. Mô Phật, nghe hòa thượng kể lòng tôi cảm xúc bồi hồi. Đã chán ngán nay lại càng thêm chán ngán. Xin hòa thượng hãy thay cho đấng từ bi vô lượng mà cứu vớt hồn tôi. Quý quá thay, chẳng hay Ngài từ đâu lại và thân thế ra sao. Việc quy y có điều gì làm cho thân nhân gia tộc phiền muộn hay không? Thưa không, tôi không còn thân nhân gia tộc. Nhờ thừa hưởng gia tài của mẹ cha để lại, vợ thì chết đã lâu, tôi lại không con nối nghiệp. Ngày nay chỉ còn chút của cải này đem dâng cho nhà chùa để lo bề công quả phước thiện. Còn tâm thân cũng chai lạc nâu sòng cho linh hồn được thơi thả. Tôi dối, đến cửa Phật rồi mà còn dối mình, dối người. Hết tham lam sao còn giận dữ, hết tham lam sao còn gian dối. Che đậy làm chi cái dĩ vãng thối nát của người. Niết bàn chỉ lờ mờ sao hương khói, mong gì ông. Mô Phật, Ngài đến đây từ bao giờ? Hòa thượng, ông đứng ở đâu? Ông hãy cho tôi cầm lấy bàn tay của ông. Bàn tay gầy gò nhưng rắn rỏi, đã từng mỏ chuông sam hối từ lâu. Còn ông già già kia đâu? Ông đứng đâu? Tôi Mô Phật, trước cửa chùa quán gia nên mở chứ nên buộc. Ngài đừng nên công kích kẻ sắp quy y. Chỉ tâm đâu? Dạ thầy gọi con. Hãy dẫn quý khách vào hậu liêu an nghỉ nha. Dạ. Xin phép thầy. Hòa thượng, mắt tôi đã lòa rồi, nhưng tôi biết hắn không nói thật. Mô Phật, ở đây không nên nói chuyện một người khác, Ngài hiểu dùm cho. Không, ở đây không có người nào lạ mặt cả. Họ đã từng gặp nhau trên vạn nẻo đường. Mô Phật, nếu có thật, đó là những chuyện đã qua rồi. Bần Tăng xin Ngài vui lòng thứ lỗi
gì không hay sự có mặt của ngài để đón tiếp? Không, hòa thượng, hòa thượng ơi, tôi đến đây lúc chuông mõ thu không vừa đổ, tôi nghe sầu lắng đọng xuống tâm tư, giọng nghe sám hối hiền từ, như đã rước linh hồn tôi thoát tục. Đói và lạnh đã làm cho tôi ngã gục, tuy đôi lần đã gượng gõ cửa từ bi, nhưng rồi thôi, tôi lại muốn ra đi, để cho chốn thiền môn trong sạch, khỏi ô quen tì vết, vì phải nhận thêm một kẻ mất linh hồn. Bao khổ đau cay đắng dập dồn, với xác thân tàn tạ, đôi mắt mù lòa vì trải qua bao lần mưa nắng phong sương, tôi đã đánh mất tình thương, lê thân đi khắp nẻo đường để chịu sự hình phạt của đấng thiêng liêng, cho lòng mình vơi bớt sầu đau. Gần nửa cuộc đời tôi đã gieo biết bao nhiêu tội lỗi, mô Phật, trong cuộc sống hàng ngày làm sao tránh được những lầm lỗi xảy ra lớn hoặc nhỏ? Có lẽ mọi hoàn cảnh xảy ra đều do tay trời sắp đặt, cho nên tôi và ngài lại gặp gỡ nơi đây. Nam mô A Di Đà Phật. Dầu trước kia tôi với ngài là hai cựu địch, nhưng nay đã gặp nhau trước chốn thiền môn. Với tiếng mõ câu kinh ni thoa diệu linh hồn. Đừng nhắc nhở những gì thuộc về quá khứ, để tâm tư đắm chìm trong mùi thánh tịch, cơn ác mộng năm xưa cũng sẽ trôi qua như luồng gió thoảng, và đôi mắt cừu nhẫn cũng trăng màu mén thiện cảm. Bởi tháng rộng năm dài là thuyền bát nhã đưa ta thoát khỏi sông mê. Ôi lời lẽ của hòa thượng diệu hiền, những nụ cười của đức Phật khiến cho một kẻ từng giết người cũng thấy hồn rúng cảm lâng lâng. Hòa thượng, hòa thượng ơi, trong cõi Phật ngài còn e thù oán, luôn thốt lời hối hận ngăn nắp, nhưng ngài có biết đâu cùng một kẻ phế nhân đang chờ đợi sự thứ tha để nhẹ nhàng tâm khảm. Mười sáu năm xưa giữa một đêm trời u đất ngang, tôi nở nụ cười chiến thắng để nhìn ngài nuốt hận nhìn. Chắc ngài sẽ ngạc nhiên khi nghe tôi thốt ra những lời thú tội, những sự thật không mãi nằm yên trong bóng tối, vì chính tôi là tên cướp Ngô Thường. Nam mô A Di Đà.
Đà Phật. Dù người là tướng cướp ngô thường hay một khách thập phương, đã đến nơi đây đều mang chung một chí hướng. Chuyện thù quán ngày xưa chỉ là hư anh, Bần Tăng xin ngài đừng thối lại đồng trô tăng. Ngài đã định nương thân vào chốn Phật đường, để trái lạc nấu sòng cắt đứt mọi tơ dương. Mô Phật, trên 16 năm trường Bần Tăng còn chưa tiêu diệt hết sầu thương. Trong một phút đau buồn Bần Tăng đã hé môi khơi nguồn dĩ vàng. Bần Tăng vô cùng hối hận vì biết lòng mình còn dương bao nhiêu là cứ ý niệm chốn hồng trần. Khi cướp được vợ người, tôi hãnh diện muôn chuỗi cười chiến thắng. Tự mãn trước hành động hèn hạ của mình, tôi cứ ngỡ rằng cuộc tình duyên bất chính kia sẽ vững bền mãi mãi. Nhưng đâu ngờ rằng mình đã gieo quan trái để cho ngày hôm nay. Ngày hôm nay phải gặt hái những hậu quả tan thương khi sắp đi vào đoạn kết của cuộc đời. Tôi đã đưa ngài đến cửa Phật để tìm hạnh phúc vĩnh viễn trong cõi hư không. Còn riêng tôi suốt mười mấy năm nay đôi vai gánh đầy tôi lôi, nay mong chờ ngài nói tiếng thứ tha. Mô Phật, nói tới tha thứ nghĩa là trên mười mấy năm nay Bần Tăng vẫn còn hờn giận ngài sao? Chuyện cũ đã qua rồi, hình ảnh cố nhân loạn theo nhang khói. Mô Phật, ngài hãy nương tay Bần Tăng để đứng dậy vào chùa. Tôi đã kiệt sức lắm rồi, ngài hãy mở rộng cửa chùa để cho linh hồn tôi được phụ mở rộng cửa đi, hãy mở. Cô, Nam Mô A Di Đà Phật. Trong màn đêm gió sương
tiếc thương chi men rượu cay say nồng, xót xa cho cuộc đời sau đổi thay. Hai ngẩng cao đón chào nắng mai, hương ái ân chưa lỡ phai trong hồn, dù xa cách chẳng hề quên. Mơ ước kia nay giờ đã khung thành, ngoan mặc đi lòng đớn đau. Nơi Phật đài chuông từ bi dân gian, tiếng chuông ngân ru hồn qua đêm dài. Nước mắt rơi tựa dòng sông khổ đau, đời vẫn trôi xinh